lên tận trên Bắc Cạn ông live stream hiểu chưa? Mẹ thật thư đầu cuối hiểu chưa? Doanh nghiệp mình làm bà doanh nghiệp mình đang yên ổn có đi cướp của người ta, ông cậy ông có tí quan hệ ở trên tỉnh đúng không? Đừng có cậy có tí quan hệ ở trên tỉnh mà mẹ ông muốn làm cái gì cũng được, quan hệ ở trên tỉnh ấy. Ông có quan hệ với ai thì cũng kệ cha nhà ông. Ông làm doanh nghiệp thì bây giờ ông làm doanh nghiệp thì ông phải có quan hệ ông mới làm nổi rồi, được chưa? Mà tôi có thể chọc vào tất cả cái chỗ mà ông đúng sai đấy. Tôi là lưu manh, tôi ngày xưa thôi, còn bây giờ nó đàng hoàng rồi. Ông làm doanh nghiệp tôi còn, ông hiểu chưa? Ông làm doanh nghiệp gì? Ông là cháu ai ở trên tỉnh? Vẫn là ông ở dưới này là cháu của Bác Hồ, hiểu chưa? Thế mình phải làm đúng thì người ta mới tôn trọng. Mình sống, mình làm doanh nghiệp thì mình phải chuẩn chỉ. Mình đè đầu cái cổ với khác mình quen rồi. Ông quan hệ ở trên với ai ở trên tỉnh làm cái gì? Thời buổi bây giờ mà làm sai ông ấy, cái người mà ông giúp ông ấy, cái người mà đối đầu cho ông làm doanh nghiệp ấy, đợt tới này ấy, các cụ mà thanh tra không phải bế mẹ luôn ấy, hiểu chưa? Nên là ông phải, ông đừng có vì cái việc con, đừng có vì mấy trăm triệu mà ông đưa cái doanh nghiệp của ông là hỏng ăn luôn ấy. Ông phải nên nhớ này, cái ông này tôi thề tôi thách ông luôn ấy. Cộng đồng của tôi Bắc Cạn, anh em của tôi Bắc Cạn, các bạn yêu quý tôi Bắc Cạn ấy, không thiếu đâu, ông hỏng luôn ấy. Mẹ tôi mà đưa ông cái mặt nhà ông lên trên mạng ấy, xấu hổ luôn ấy. Mẹ khôn hơn người, cướp của người ta không cướp được đâu. Ông làm đúng thì tôi mới sợ. Mẹ tôi tin ông làm doanh nghiệp, tôi mua của ông nửa tỷ, tôi không cần ông viết giấy, tôi chuyển khoản cho ông đồng hoàng. Đó là tôi sự tin tưởng, tôn trọng của ông. Mua của ông đồng hoàng, nhờ ông đi ký giấy để thu hồi. Ông ký xong đồng hoàng đến lúc ông để vào xe cho người ta. Thì bây giờ ông lại cướp cái biển về, ông nắp xe ông đi. Bây giờ ông lại ra cái bài cùn, bây giờ ông lại dở cái đòn cùn ra là bán xe không bán biển. Đủ má nhà ông, cái lúc ông bán cho tôi là cái lúc cách đây hơn một năm rồi. Lúc đấy bán xe ông bán biển thì ông bán cái SH Việt thì ông mua 90 triệu, ông bán 500 triệu. Tôi là gà. Nói chuyện cùn như thế thì có học làm doanh nghiệp, có nghiệp vụ. Bây giờ ít nhất là chủ một doanh nghiệp là phải có nghiệp vụ. Thứ nhất về quản lý tài chính và kế toán, và cách ngoại giao, cách sống, cách hối lộ đút lót, hiểu chưa? Mình cái đấy là mình quá biết rồi. Khi mình làm doanh nghiệp mình phải phục vụ các bố, đúng không? Mình phải phục vụ các bố mình mới có được những cái hợp đồng, những cái dự án để mình làm. Xong là ông lại cậy vì ông có tí quan hệ, ông có tí tiền, ông có tí chức, tí quyền, ông lại đi cướp của người ta. Còn lâu tiền của Huấn ông không cướp ở đâu. Bán hàng tiếp. Bây giờ anh em nó bắt đền tôi, bây giờ vỡ mồm rồi. Bây giờ người ta bắt đền mình thì mới nhục chứ. Chai này mùi 33.